lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng chỉ rõ tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư phật nên gọi là mẹ của chư phật có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng chỉ rõ tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư phật là gì này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng chỉ rõ sắc là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, thọ tưởng hành thức là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, nhĩ tí thiệt thân ý xứ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian thanh hương vị xúc pháp xứ là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tĩ giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc. Cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc. Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ thân giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, xúc giới thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, pháp giới ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm xuyên sanh ra là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, thủy hỏa phong không thức giới là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bố thí ba la mật đa là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tướng thuần vô tướng vô nguyện của thế gian cho chư Phật.